Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi nướng chân gà. Món chân gà nướng bếp điện. Ngon thôi rồi. Ngon lắm các bạn. Tắt đèn ngoài kia đi. Chạy ra. Liên còn cái gì lớn được không? Mang ít cá khô lên nướng. Cá khô dưới đây về. Bên nhà có á. Thôi, à. Mày giống anh Bảo mày quá đấy. Chắc quen nhà rồi. Em mang về nhà cho nó ngủ ở nhà. Thôi ở đây này, để thức ăn này. Khác. Lên rót một cốc rượu xuống đây. Rồi uống kìa.
Người ta phải giả lên giả xuống thì mới tục thì nó mới ấy. Lâu nó mới đều. Trên tủ trên đấy, trên trần. Cái kia mày mày phải bẻ cái mày cầm cái bầu kìa, con mới quay được. Ấy, cháy ấy. Không phải mang rót. Không, cái đấy rót được. Cứ rót. Dọa mời ca ấy. Chưa lại bảo chưa bé từ bên đây về luôn. Ra ra ngoài. Con đi ra không nóng chưa? Đi ra không bỏng con? Đi ra không bỏng à? Đi ra. Bảo. Kiến bò chân kìa. Đi ra không ăn, rơi ngã vào đấy ăn mà không bỏng. Buồn chết người. Ra ngoài. Nhớ thèm rồi. Có rồi. Nhớ mẹ học rồi đấy. Hỏi chú Vinh bảo cái gì đấy. Sớm đi làm về giờ đấy xong. Thấy mình về quay mình cho lên cái bếp ga mình đun lên phát thì nó tan cái đi đá luôn. Nhớ mà làm. Cho luôn cái bếp ga mình nóng lên mình cho lửa vào nước vào nó tan cái đá này. Mà cuộc qua cái này xong nước vẫn được thì có cái gì đâu. Càng nhanh chín như vào. Càng nhanh chín như vân thì thơm không? Sâu? Hôm nay bọn mày ăn bao nhiêu cái? Ăn có 5 cái, 6 cái em.
Em mỗi đứa 3 cái, 3 cái, 4, 12 cái, 15 cái. Đau lưng à? Đây xuống đây quay đi. Đang là lòng. Quay cầm nhà nhá. Đây cầm nhà không cầm vào camera. Chắc vào mẹ mày cầm vỡ tao rồi. Con 10 á. Gà đang chín giờ sắp được ăn rồi đấy. Ngon không các bạn? Đây là thuốc. Đây là nướng chui. Cái chân mình là đây là ở cái chân đấy. Đây là cái chân đó. Thank you.
ăn nè. Giờ ăn nè, cảm giác nè. Rất là ngon các bạn ạ. Chuyên nghiệp rồi đấy. Chấm ít tương ớt này. Tương ớt. Chấm ít. Thôi nha, chào các bạn đi. Các bạn xem tới đây nhớ like và subscribe của mình nha. Các bạn chia sẻ cho mọi người biết nha. Xin chào các bạn, mình cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào. Thôi nha.